지는데 일본 cuối giờ lòm cho một mạc vậy đây. Cô đi được mấy lần rồi em? Cô quen. Hả? Em quen à. Đi nhiều quá quen à. Không, em rồi. Lâu lâu đi chơi thôi. Em vừa thi rồi không có đi. Ừ. Hàng chi đi cái mặt thôi. Đèn thế tối tối em. Nhưng mà nhột quá. Ừ? Nhột quá. Nhột hả? Tiên trốn là nhột rồi, dưới cổ là đau à? Không, dưới cổ không nhột, nhột hơn nữa. Nhột rồi với mình á, tưởng đâu nó đau chứ. Nó vậy là từ sớm nó cười tưởng nó khác. Nó nhột nó cười mình tưởng nó khác chứ. Lên mùi mà nhột rồi. Ừ, nó kêu nhột kìa. Nãy em lấy cái cổ em thấy nó thun thun thun, tưởng nó khác, chuẩn bị khác chứ. Tối lắm. Có liền chứ mà. Đến đây đó. Ừ. Chiến chiến à. Chị chị. Ừ. Chói quá người lạ ơi. Hả? Chói quá. Chói quá. Chịu xíu đây chứ bây giờ chai mát chị nạn không được. Vướng cái tao quá. Nhám kiến mát rồi đi. Trời ơi, vô khỉ. Ủa,
em tặng lấy chói. Vẫn chói hả? Không, tại vì em nhìn mà. Nhá mát rồi đi, đừng mở mát ra. Má đi có xé mà. UAB lắm á. UAB đó. UAB. Bạn chơi ghế rồi. À bên vừa vừa. Anh cũng quả có. UAB đời má. Nghỉ một tháng làm ra cho tiêu cả đồng tiền. Nhà nó đây hả?
Ở mẫu đó, người mẫu. Chưa biết anh chồng như này. Dạ. Biết lý do chứ. Giờ là đau chứ hết nhục quá. Không, mình kêu mắt của em là my eyes. Hử? Nói chị đè lên mắt em. Đè lên mắt à? Đau à? Con kia chưa đau được nè. Chờ quá xíu nè. Chờ quá xíu nè, chai đó. Ba nó. À. Chờ anh em đi làm á. Chả anh em đi làm được nữa. Mà chả anh em có đi làm được nữa không? Vợ gọi mà chưa gọi lại thì anh có nghỉ giữa giờ không chị? Hử? Con nghỉ giữa giờ. Con nghỉ giữa giờ không à? Ý là đau hay sao? Không biết là càng xuống hết nhọc cái gì? Không biết là chị mà xuống dưới cổ này nè. Không chịu nữa. Cười. Chị cũng được, cứ cười đi với con vậy đó.
Đừng hết mô ta luôn.